Xin kính chào Hội Thánh. Chúng ta sẽ bước vào thờ phượng buổi chiều hôm nay. Trước hết thì xin chào mừng các quý mục sư, các thầy cô cũng như toàn thể Hội Thánh và các con chúa, các con cái Chúa đang thờ phượng Chúa online buổi chiều hôm nay. Chúng ta tập hợp nhau tại đây để ca ngợi danh Chúa. Trước hết thì nhìn chung hết á, thì chúng ta thấy là Hội Thánh chúng ta buổi chiều hôm nay hầu hết là những người thân trong gia đình chúng ta đã gặp mặt nhau hàng tuần lễ. Riêng thì có anh Nguyễn Huy là con của cô Tuyến là cũng đến đây vài lần. Hôm nay cũng xin chào anh Huy. Ngoài ra buổi chiều hôm nay thì có mục sư Bùi Túc Nhượng ở trên giáo hạt đến thăm Hội Thánh chúng ta. Chúng ta rất là quen thuộc với mục sư Bùi Túc Nhượng. Dũng, Phan Trần Dũng cũng có mặt buổi chiều hôm nay. Mục sư Dũng sẽ phân phát lời Chúa chúng ta buổi chiều hôm nay. Giờ xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 145 từ câu 1 đến câu 8. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền về quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Chúng ta xin cứ đứng và cùng ngợi khen Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều gương sáng về các anh hùng đức tin như Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, nhân dân. Lời Kinh Thánh có chép, nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải thì cũng có thể khiến được dời được núi, và không sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Quả thật, đức tin mạnh mẽ sẽ dẫn đến chiến thắng. Xin Hội Thánh chúng ta đồng lòng hô to khẩu hiệu: ta thắng nhờ đức tin đây, ta cứ đắc thắng vinh thai, thắng luôn trên thế gian này. Lời Thánh ca số 319, thắng nhờ đức tin. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2, sau đàn dạo chúng ta hát tiếp câu thứ 3. Chính xin thập từ bây lâu trần trần, nghe sông trần tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiên diệt kẻ thù chung, ta đã toàn lực xuống chung giao phong, dấu kẻ thù mãi và đau. Kỷ niệm ta thấy nhờ đức tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Chúa vẫn ngọn cờ bên yêu bên thuyền, gươm đây lời Chúa linh quyền, nhắm dấu tiền đồ bước không nài hà,
nói tiếng hiện tại hoàn cả. Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin tôi đã quen thù nghịch tôi khôn. Do lòng tin ấy họ thắng âm thế, đôi ta là thuần thiên thị. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng niềm thay, thắng luôn trên thế gian này. Người nào thắng quân tù nghịch, ta ban một áo chiến tranh. Chúa phán người nào chiến tranh hòa mình, trước ca thiên sứ diệu hình. Nhân danh Giêsu đấng thắng mà vượt, lòng nay vì tình yêu thương. Các trường ta tiến lòng quyết hy sinh, bởi tin phần thắng thuộc về. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngài lại còn tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Xin hội thánh chúng ta cùng ca tụng tình yêu cao cả sâu rộng, không văn tả được, không lưỡi nào phô, với lời thánh ca số 22, Tình yêu Chúa. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2, sau đàn dạo chúng ta hát tiếp câu thứ 3. Này tình yêu thương cao cả sâu rộng, không văn tả được, không lưỡi nào phô, vượt mọi ngôi sao cao ngất thiên đàng, sâu hơn hoa ngục lớn lao vô cùng. Chúa lên trên thầy gánh vác hết tội sinh trong thế gian khổ đau. Hãy Chúa thứ tha ác tính sâu xa, ban ơn cứu Chúa giải hòa. Ban ai cứu Chúa thánh thiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao. Giữ thánh chúng ta thánh dương ca ngợi, tôn vinh thánh vương muôn đời. Qua đi nhân thế thay rời, quân vương suy bại, quốc gia diệt vong, người đời kinh khiếp khi Chúa quang lâm. Xin non rơi trầm tránh cơn lửa hừng, thánh Chúa xót thương cứu rỗi đến cùng, khi ân cứu Chúa kẻ tiền. Chúa dân giác thơ đến nước sáng ngời, thiên minh thánh đô ca tụng. Bác ai cứu Chúa thánh thiết vô cùng, cao sâu thắm tươi biết bao. Sứ thánh chúng ta thánh dân ca ngợi, tôn vinh thánh vương muôn đời.
dù mừng tràn tuôn như biển mênh mông, dây trắng thay bằng cả khung trời cao, bao rừng thu cây hay viễn kỳ hoài, tất cả nhân loại cố công miệt mài để ta thay dài, bạn ai thăm sâu không sao chép được hết đâu. Thế giới chưa sao hết được ai nhận, rằng cao khắp mọi phương trời, bác ai cứu Chúa thánh thiết vô cùng, cao sâu thăm tươi biển bao, giữ thanh chúng ta thánh dân ca ngợi, tôn vinh thánh vương muôn đời. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Buổi chiều hôm nay chúng con đến trước mặt Ngài, chúng con thờ phượng Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con cất tiếng hát ngợi khen Chúa vì Ngài là Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Chúa thật quá sâu rộng, đến nỗi những nhạc sĩ đã viết lên những bài ca để ca tụng lòng từ ái của Chúa ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu tuyệt vời của Ngài đã cứu lấy chúng con là những tội nhân hư mất. Mỗi một chúng con lẽ ra đã chết trong tội lỗi của mình. Mỗi một chúng con lẽ ra phần của chúng con là nơi hồ lửa và nơi khổ hình, nhưng Chúa đã đến để cứu mỗi một chúng con. Cho đến ngày nay chúng con trở nên con trai con gái của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa chúng con còn được gọi là các thầy tế lễ của Đấng Chí Cao. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài gọi chúng con là bạn, Ngài gọi chúng con là bạn hữu của Ngài, và Ngài hứa rằng Ngài ở với chúng con từ đây cho đến ngày mà Chúa sẽ tái lâm. Sự vui mừng của chúng con đó là mỗi một chúng con được đồng đi với Chúa, lời của Chúa dạy chúng con mỗi một ngày, và tình yêu của Chúa phủ lúc ở trên cuộc đời chúng con. Cha Thánh ơi, chúng con cầu xin Chúa thì giờ này khi chúng con ra mắt Chúa, xin Chúa cho lòng và tấm, cho lòng và trí của chúng con được đổ ra như nước trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin ban cho chúng con giải bày tấm lòng của chúng con ở trên trời, và ngày xa xin móc từ trời xuống hầu làm cho dân sự của Chúa được tưới mát bởi thần linh Chúa. Xin ban cho mục sư Phan Trường Dũng buổi chiều hôm nay khi ông rao giảng lời Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu Christ, mà nhất là chương trình cứu rỗi mà Chúa đã bày ra cho mỗi một chúng con, để chúng con nhắc lại linh hồn chúng con nhớ về tình yêu này, hầu cho chúng con không quên ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Bạn cho ông bà, anh chị em chúng con, những người đang ở nhà và theo dõi chương trình qua YouTube, thì Chúa ơi, họ cũng được sự chữa lành, họ được sự khỏe mạnh về phần linh hồn và về phần xác nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con trong chương trình thờ phượng buổi chiều hôm nay. Ban âm thanh, ánh sáng, trình chiếu cũng như là mọi chương trình khác của mỗi một chúng con không bị trục trặc, và nhất là chúng con không bị chi phối chi hết, nhưng chúng con sẽ hiệp làm một như đoàn quân thắng trận để ca ngợi Ngài. Chúng con sẽ hiệp lại làm một với nhau cùng với các thiên binh thiên sứ ở trên các tầng trời mà tôn vinh Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến giữa lòng chung vòng chúng con, ban cho chúng con thần linh tươi mới và làm cho linh hồn chúng con nhảy nhót trong sự cứu rỗi mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con hướng về nơi Chúa biết ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Thánh cùng ngồi. Cuộc đời tôi ngày xưa bị hư mất, chất chồng nhiều nỗi gian lao u sầu, tràn ngập những giọt lệ đắng cay. Nhưng bởi ân điển của Chúa đã cứu tôi về, cho tôi được làm con cái của Ngài. Ôi ơn Chúa quả thật lớn thay. Kính mời Hội Thánh cùng cất tiếng cảm tạ ơn lạ lùng. Thánh ca 161. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2, sau đàn dạo chúng ta hát tiếp câu 3 và 4. Người khác
từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn chẳng nhớ lệ đau, tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tôi đầy. Mà ơn Chúa còn đoái thương tôi, đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm màu. Thần ơn Chúa rộng lớn vô biên. Thời gian đã trồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dẫn tôi vào tình thương mến mong tuyệt vời. Bàn tay Chúa hàng năm giữ tôi. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời. Làm sao nói được hết niềm vui. Danh Ngài về ơn lắm Ngài đã thương tôi. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa qua phần Kinh Thánh đối đáp trong bài số 21, tựa đề là Tình Thương Thiên Thượng. Xin hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin đọc trước hàng chữ lợt và sau đó thì ban hát dẫn và hội thánh cùng đọc câu thứ nhì hàng chữ đậm. Tôi xin đọc. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin con ấy đến Ngài thì được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc cha. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Ai tin con thì được sự sống đời đời,
Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng ngài đã yêu chúng ta và sai con ngài làm lễ chuộc tội chúng ta. Kính mời Hội Thánh ngồi. Chúa ghi vào hồn con dấu ơn của ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mây cũng đàng thơ tấu lên chiều mến. Khúc cả cuộc đời con thơm ngát hương trời, hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sức chia buồn vui, ôi an phụ giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ơn Chúa chẳng chê tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vỡ. Cho đời con như cây sáo của ngài, Chúa gieo vào dây khung thanh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mãi tươi cuộc sống. Khi tại ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với.
hồng ơn Chúa chẳng chê tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa, hồng ân Chúa vô biên vô tận. Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vỡ. Chúa, chúng ta vừa được nghe bài hát về dấu ấn tình yêu ha. Xin Chúa ấn chứng vào trong mỗi một chúng ta tình yêu của Chúa suốt tháng năm mà chúng ta đi với Ngài. Tôi có một số thông báo thì giờ này để cho hội thánh chúng ta cùng biết thêm. Trong thì giờ này thì tôi cũng xin chào mừng anh Thắng và chị Ngân là bạn của anh chị Thi. Xin mời anh Thắng và chị Ngân có thể đứng lên để rồi hội thánh. Xin chào anh chị. Chắc là đây là lần đầu tiên anh chị đến với Hội Thánh, vậy không? Xin cảm ơn anh chị, xin mời anh chị ngồi. Chúa ban phước cho anh chị. Chúng tôi cũng chào mừng anh Đặng Văn Ánh là bạn của cô Chi. Anh Đặng Văn Ánh ở đâu ? Dạ, xin chào anh Ánh. Dạ, xin Chúa ban phước cho anh Ánh đến với Hội Thánh. Thưa Hội Thánh, chúng tôi có một số cái thông báo với Hội Thánh. Trong ngày hôm qua thì ban chấp hành của Hội Thánh đã cùng họp với nhau. Thì có một số điều để chúng ta có thể biết được. Theo cái thông lệ đó của Hội Thánh chúng ta là 3 tháng một lần thì chúng ta sẽ họp khoáng đại. Cho nên vào ngày 13 tháng 6 sau cái thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau vào Chủ nhật như thế này, thì xin kính mời ban chấp hành Hội Thánh cùng với các ban ngành sẽ nhóm dung lại với nhau. Chúng ta sẽ có một cuộc họp khoáng đại ở phía bên phòng thông công vào ngày 13 tháng 6. Chúng ta nhớ cái thời giờ này nha. Rồi ngày 20 tháng 6 thì chúng ta có cái ngày đó là ngày Father Day, nhưng mà cũng là kỷ niệm 12 năm thành lập Hội Thánh Fountain Valley. Ngày đó thì tôi sẽ giảng. Và ban nam giới rất là đặc biệt, năm nay ban nam giới sẽ phối trí cho chương trình này. Cho nên quý bà ngày đó là nghỉ ngơi. Ban nam giới chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị quà tặng, rửa chén và sẽ làm tất cả mọi công việc để cho các bà được nghỉ ngày đó là ngày Father Day. Ngày 29 tháng 5, đây là ngày mà ba ban chúng ta, tức là ban nam giới, phụ nữ và gia đình trẻ sẽ có một buổi picnic ở ngoài kia lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 5, tức là ngày thứ bảy đó. Chúng ta là rơi vào cái ngày Memorial Day, nhưng mà Memorial Day thì nó rơi vào thứ hai, cho nên cái ngày đó là người ta tưởng niệm chiến sĩ trận vong, mà chúng ta vui chơi thì nó cũng hơi kỳ kỳ một tí. Cho nên ban chấp hành Hội Thánh là quyết định sẽ có một cái ngày picnic vào ngày thứ bảy 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Xin mời quý con cái chúng ta cùng đến, đặc biệt là gia đình của anh chị Ánh và anh Thắng và chị Ngân. Xin mời cùng đến vui với chúng tôi. Chúng ta cùng có một cái thì giờ để chúng ta gặp gỡ nhau, làm quen và nối vòng tay lớn. Thông qua cái quyết định của ngày hôm qua thì Hội Thánh sẽ có một chương trình truyền dạng vào mùa thu, tức là riêng ngày Chủ nhật vào ngày 22 tháng 8 thì chúng ta cũng nhóm như vậy, nhưng mà bài giảng sẽ chú ý vào những thân hữu. Cho nên chúng tôi sẽ làm một cái phiếu xin Hội Thánh Chúa mỗi một người trong vòng chúng ta chỉ nghĩ đến một người. Có thể là con rể, có thể là con dâu, con gái, một người cháu, một người hàng xóm, một người bạn cùng làm việc chung với nhau. Chúng ta nghĩ đến một người, chúng ta ghi tên cái người đó vào trong cái phiếu và gửi về cho ban linh vụ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cầu nguyện trước từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 8, tức là chúng ta có tới 3 tháng để chúng tôi cầu nguyện. Chúng ta cứ cầu nguyện, rồi đến ngày đó, ông bà chị em chỉ cần làm ghi một người nào đó mà chúng ta có thể nói về Chúa cho họ được, hoặc mời họ đến đây.
Chỉ vậy thôi. Và chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa làm trên tấm lòng của những con người này trước. Rồi đến ngày 22 tháng 8 thì chúng ta sẽ có một chương trình truyền giảng vào mùa thu. Phần này thì chúng tôi đã có một số cái sự chuẩn bị cho cái ngày đó. Đây là 5 điều mà tôi vừa mới trình bày lại cho Hội Thánh. Rất là mong mỗi một chúng ta cùng dự phần để xây dựng công việc của nhà Chúa. Thì giờ này thì chúng ta sẽ đến thì giờ dân hiến, thì giờ cầu thay. Xin kính mời những vị có những quý vị có trách nhiệm, chúng ta sẽ lo phần này. Hội Thánh đứng lên, chúng ta sẽ chuẩn bị món tiền dân của chúng ta. Chúng ta có sẵn cái hộp tiền dân ở đây. Chúng ta sẽ đi lên lần lượt và có thể dâng số tiền cho Chúa. Sau đó thì xin kính mời thầy Mộc Thế Thuận sẽ cầu nguyện cho số tiền dân này. Kính mời Hội Thánh cùng đứng, chúng ta hướng lòng về Chúa, hiệp một cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời là vua, danh Ngài là lớn, cao cả, không thể dò xét được. Ngài là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng con, từ trên trời cao, Ngài đã ban xuống cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Ngài đã chọn chúng con từ những con người yếu đuối, tội lỗi. Ngài đã thánh hóa chúng con trở nên thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu vĩ đại của Ngài ban cho chúng con. Đang khi chúng con chết vì tội của mình, thì Ngài thương xót chết thay để cứu chúng con. Ngài cho chúng con cùng sống lại và sống đời sống mới kết quả cho Chúa. Tạ ơn Chúa vì dòng huyết Chúa đã thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con để chúng con được đến gần Ngài. Chúng con được tương giao với Ngài trong giờ thờ phượng chiều nay. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn ông bà, anh chị em chúng con và tất cả các hoạt động của Hội Thánh chúng con được diễn ra bình thường trong tuần qua. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con, xin Ngài nghiêng tai lắng nghe Hội Thánh của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng Hội Thánh của Ngài, xin Đức Thánh Linh giữ gìn sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ. Xin ban thêm cho chúng con tình yêu thương và sự tha thứ cho nhau, như Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng con. Cầu xin Chúa cảm động các ông bà, anh chị em chúng con lâu rồi không trở lại nhóm. Hội Thánh của Chúa luôn mở rộng vòng tay chào đón các tôi con Chúa trở về cùng Chúa. Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe về thân thể và tâm linh cho hết thảy ông bà, anh chị em chúng con với những người cao tuổi, ốm đau. Xin Chúa ban ơn, an ủi cho những anh chị em chúng con đang gặp khó khăn về vợ chồng, con cái. Xin Chúa ban ơn chu cấp cho những anh chị em chúng con đang gặp khó khăn về tài chính.
Cầu xin Chúa Thánh Linh thăm viếng ban gia đình trẻ, ban phụ nữ, ban nam giới, ban thanh thiếu niên EMC của Hội Thánh. Cầu xin Chúa Thánh Linh cảm động cho nhiều anh chị em đến lớp học Kinh Thánh chiều Chủ nhật và nhóm cầu thai học Kinh Thánh tối thứ tư hàng tuần qua Zoom. Cầu xin Chúa Thánh Linh giữ gìn đức tin cho các thân hữu mới tin nhận Chúa đang chờ nhận phép báp têm. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng mục sư Phan Trần Dũng sẽ rao truyền sứ điệp tình yêu vĩ đại. Xin cho chúng con xác quyết niềm tin, đồng chết và đồng sống trong Chúa để chúng con được làm sáng danh Chúa. Chúng con thành kính và biết ơn dâng lên Chúa tất cả ông bà, anh chị em chúng con, tất cả các tiết mục của chương trình thờ phượng và của lạc hiến. Xin Chúa thánh hóa của lễ dâng này để dùng vào việc nhà Chúa. Xin Chúa ban phước trên hội thánh của Ngài. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời anh Truyền tuyên đọc lời Chúa. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được ghi trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 tới câu 7. Còn anh em đã chết vì tội lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời Hội Thánh cùng đọc câu gốc ở trong episode đoạn 2 câu 4 được ghép ở trong chương trình. Chúng ta đọc hai lần. Xin chúng ta khởi sự. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà đem mà yêu chúng ta. Xin mời Thánh cùng ngồi. Và xin mời ông sư Phan Trần Dũng lên cùng chúng ta. Dạ, thân ái kính chào toàn thể quý đại tớ Chúa và các con cái Chúa yêu dấu ở tại Hội Thánh Thánh Phan Valley. Tôi đi nhiều nơi của nó lộn, gọi lộn tên, lộn số. Nhưng mà bảo đảm không có lộn bài giảng đâu. Rất là vui vì có cơ hội được học Kinh Thánh chung với quý vị ở trong sách Ê-phê-sô và nhất là phân đoạn ngày hôm nay. Và cái đề tài ngày hôm nay nữa, rất là nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi chung với nhau được. Rất vui vì mỗi tháng có dịp để đến để cùng học Kinh Thánh chung với quý vị. Và hôm nay chúng ta được nhắc một lần nữa về ơn lớn lạ lùng qua những bài hát, qua những bài thánh ca, những phần đoạn Kinh Thánh chúng ta đã đọc về tình yêu của Chúa. Thật sự là không có bút mực nào, không có bao nhiêu giấy tờ, và ngay cả lời nói thì mình cũng có thể không có đủ cái chữ, không đủ từ để mà mình có thể nói đến điều này. Thưa quý vị, cái phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc đó, ở trong đoạn 2, thì nếu chúng ta có thể nhìn lại, nếu quý vị có Kinh Thánh á, nhìn lại phía trước đó một câu, hai câu thôi, thì nói đến Chúa của chúng ta, Chúa Jesus Christ á, là Ngài là Chúa, Ngài là đầu của Hội Thánh. Trong câu 22, Chúa Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân của Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh.
Rồi câu 23, hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gòm tóm mọi sự trong mọi loài. Ở đây, sứ đồ Phaolô chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp về hội thánh của Chúa. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là đầu thì mình biết, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà tất cả những phần còn lại đó là quý vị và tôi. Tất cả những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ là chúng ta. Mà ở đây không phải là nói đến một hội thánh cũng như là thiếu thốn đủ thứ hay là nhỏ bé hay là không có được đầy đủ. Ở đây nói hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta không cần biết hội thánh cái tầm cỡ của hội thánh lớn hay là nhỏ, nhưng mà một hội thánh thì nó tiêu biểu và nó chỉ ra cho thấy được cái sự đầy đủ, không dư cũng không thiếu. Tất cả mỗi một chúng ta là chi thể của thân thể đó, và mỗi chi thể quý vị thấy ở trong thân thể mình đâu có cái gì dư đâu, không có ruột dư à, không có thịt dư à, không có cái gì dư đó. Cái nào nó cũng có cái chức năng của nó, và chúng ta nhờ cậy nhau để mà sống dưới cái sự hướng dẫn của cái đầu, từ cái trí óc đưa ra những cái quyết định, đưa ra những cái mạng lệnh, thì tất cả mọi thứ nó làm theo. Và như tôi nói, nó không tùy thuộc vào cái con số bao nhiêu người. Một em bé thiếu nhi thì nó cũng có đầy đủ tay chân giống như một người lớn, chứ đâu phải là ô nó nói nó nhỏ quá nên nó không có, nó thiếu cái này, không có thiếu gì đâu á. Chúa đã định trong cái ý định của Ngài, Ngài đã cho được hội thánh dầu nhỏ dầu lớn, thì nếu tất cả các hội viên, tất cả những con cái Chúa mà đóng góp, mà làm cái phần của mình. Ông nói chỗ khác ở trong Cô-rinh-tô, cái tai đừng làm cái chuyện của cái miệng, cái con mắt đừng làm cái việc của cái chân. Cái nào nếu mà mình biết được cái phận sự và cái chức năng của công việc mình làm, rồi mình làm cái chuyện đó thôi. Như Chúa cho tôi có ơn để giảng thì tôi giảng, tôi không dám để mà hát hay là làm chuyện khác. Nếu mà cứ lên hát hoài thì chắc không còn ai. Nhưng mà ông Đình Ngọc, quý vị thấy, cảm ơn Chúa có cái ơn đó, hát thì ít nhất người ta cũng còn ngâm nha, người ta còn hưởng thức được. Cho nên nếu mà mỗi một cái chi thể ở trong hội thánh, trong thân thể của Đấng Christ, mà làm cái công việc của cái Đấng mà đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Cho nên đó là cái phần mà mở đầu cho cái phần đoạn chúng ta thấy ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta thấy ở phần đoạn 2 đó, thì sứ đồ Phaolô lại nhắc lại đến Chúa dùng những người như thế nào để làm công việc của hội thánh. Ngài không lựa những người đạo cao đức trọng, Ngài cũng không chọn lựa những người có thế lực, có những cái gì đó mà đáng kể để làm cái công việc của hội thánh của Ngài. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây, chúng ta thấy ít nhất có hai hạng người ở trong đoạn 2 này. Trước nhất nói đến sứ đồ Phaolô, ông nói còn anh em, tức là ông đứng bên phía ông, và ông nói là còn anh em. Thì mình có thể nghĩ được trong những người trong hội thánh ở tại Ê-phê-sô, những người tín đồ ở tại đây, thì có lẽ đa số là những người ngoại bang, không phải là người Do Thái. Vì những người mà Do Thái mà đi ra ngoài xứ Do Thái để mà ở các nơi đó thì họ không có nhiều. Và theo lịch sử hội thánh thì ông đến đâu thì ông cũng vào trong nhà hội để gặp những người Do Thái nói chuyện, nhưng mà thường thường là họ không muốn chơi ông nữa, tại vì ông giảng một cái đạo lạ, không có đúng với cái tinh thần của Do Thái giáo. Cho nên từ từ là ông phải đi ra, ông kiếm những người ngoại bang để ông làm chứng. Thì đa số các hội thánh, và Chúa cũng đã nhắc là Chúa chọn ông để làm sứ đồ cho dân ngoại. Cho nên ở đây ông nói đến những người anh em. Ông nói gì? Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Thì đây ông đứng ở trong cái địa vị là người Do Thái, và cái nhìn của Chúa, cái nhìn của họ nữa đối với những người ngoại bang.
là những người đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Người Do Thái họ tự hào là nhất là họ có luật pháp của Chúa. Họ biết cái gì đúng gì sai. Họ có 10 điều răn để hướng dẫn cuộc đời của họ. Làm được hay không là chuyện khác, nhưng mà nhất là họ có luật. Còn họ coi tất cả những người khác là lawlessness, tức là không có luật, vô luật pháp, bất luật pháp, không có cái gì để mà người ta có thể tiêu chuẩn sống được. Thì mình thấy cũng hơi khó, tại vì mình cũng có lương tâm vậy. Nhưng mà thật sự ở đây ông nói đến cái tình trạng của tất cả nhân loại trước khi gặp Chúa, đó là đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Không phải chỉ ngụp lặng ở trong cái biển tội lỗi thôi, ở trong cái tội lỗi thôi, nhưng mà chết. Một cái tình trạng kêu là bất động, không tự chủ được, không thể kiểm soát được, hay là muốn làm cái gì thì làm, vì đã chết rồi. Ông nói rất là rõ. Chết ở đâu? Chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Thì trước mặt Đức Chúa Trời, và từ sáng thế ký chúng ta đã thấy khi mà Adam và Eva, Chúa đã căn dặn đừng có ăn cái trái cây này, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Thì mình thấy qua tới đoạn 3, ông bà đã hái trái và đã ăn. Thì mình thấy cũng còn sống phay phay, đâu có gì đâu. Nhưng mà cái tình trạng hư mất hay là tình trạng chết đó đã được bắt đầu khi mà họ đã bất tuân, họ đã phạm tội. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô muốn nói đến cho tất cả những anh chị em tín hữu người ngoại bang, người Hy Lạp, người nào đó, thì tất cả đều đã lầm lỡ và chết vì tội ác của mình. Ông nói đây là điều mà anh em xưa đã học đòi theo thói quen của đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Cái lạ đó là cái đặc tính của những người ngoại bang, những người không biết đến Chúa đó, là họ chống nghịch, nó là con bạn nghịch, họ chống nghịch lại với Chúa, họ không có muốn nghe lời Chúa. Nhưng mà đây nói đó là họ lại nghe lời vua cầm quyền chốn không trung. Họ chứ không có thích Chúa, họ không có thuận phục Chúa và làm theo lời của Chúa thôi. Nhưng mà những cái thần khác, những cái ảnh hưởng khác thì họ lại nghe. Và họ bị mê hoặc, họ bị dụ để mà họ chỉ đi theo những cái điều mà vua cầm quyền chốn không trung này đã làm. Tức là thay là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Ở đây cho chúng ta thấy một cái thế giới vô hình. Nhưng mà đó là một sự thực hữu. Là vì mình thấy có những con người khi mà không được sự kiểm soát của Chúa, không được Chúa hướng dẫn, thì họ sẽ bị những cái thế lực khác hay những cái ảnh hưởng khác hướng dẫn. Có khi nó mạnh để mà mình thấy là giống như là bị quỷ, bị tà ma nó ám vào, nó nhập vào, và họ không có được kiểm soát được, không làm cái gì cả. Nhưng mà đa số cái chữ mà demon possession đó, nó không có nhiều bằng cái demon oppression, tức là bị cái ảnh hưởng của tà linh ở trên cuộc đời của mình. Mình thấy có những người có những cái sự nóng giận, có những sự tham lam, có những sự ganh ghét, có nhiều cái thứ mà mình chỉ đổ đó là tại cái tính tôi nó như vậy. Nhưng mà thật sự theo Kinh Thánh nói thì đây là đang sống ở dưới cái sự ảnh hưởng và điều khiển của một thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Và đây là cái tình trạng chung của cả nhân loại. Một khi đã từ khước Chúa, và trong quý vị thấy ở trong xã hội chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ đây, mình đã muốn đẩy Chúa ra khỏi xã hội. Mình lấy ra hết 10 điều răn ở trong trường học, ở trong tòa án. Mình không muốn dạy những cái luật pháp đạo đức. Thì chúng ta thấy bây giờ ngày hôm nay thì rõ ràng là giống như là vô chủ và nó loạn. Ai muốn làm gì đó thì làm. Hồi xưa mình biết rõ cái nào đúng, cái nào sai, thiện ác. Bây giờ mình cũng không biết đúng hay là sai. Nó lẫn lộn. Những người mà mình thấy rõ ràng hồi xưa là nó kể như là phạm tội, là gian ác. Bây giờ họ lại vênh váo, họ lại tự cho mình. Mình có quyền, mình có nhân quyền, có đủ thứ hết. Trong khi những người lành, những người đàng hoàng thì lại bị hại. Trong khi những người gian ác thì lại được bảo vệ, thì lại được... Nó cả cái thế giới nó thay đổi hết. Và sứ đồ Phaolô nói đó là cái tình trạng mà các anh em đang sống.
Nhưng mà ông không có để cái đó chỉ có nói vậy thôi, nhưng mà qua câu 3 thì ông lại thêm một câu nữa: chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Thật sự cái chữ chúng ta này tiếng Việt dịch không có chuẩn cho lắm, đáng lý phải nói là chúng tôi. Anh em là vậy, anh em là chết trong tội ác, đã anh em đã làm theo vân phục các vua cầm quyền chống không trung, anh em vậy. Còn chúng tôi thì cũng vậy ở trong số đó. Ông đưa luôn ngay cả những người Do Thái, ngay cả những người tự xưng là có luật pháp, nhưng mà họ cũng biết là họ bất lực, họ làm không được. Họ cũng sống theo bản ngã, theo xác thịt. Ông nói tiếp: trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, và đương nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Mới đầu ông còn phân chia ra các anh em, nhưng mà khi nói đến chúng tôi thì cũng không khá gì hơn. Nhưng mà chính luật pháp nó lại chỉ cho chúng tôi biết là chúng tôi phạm tội, là chúng tôi không thể làm được. Đều tất cả đều bị bất lực ở trước cái sự ảnh hưởng và cái sự bắt buộc của tội lỗi phải làm. Ngày xưa, từ khi bắt đầu sáng thế thì ông Adam và Eva ở trong một cái tình trạng hoàn toàn, toàn hảo. Họ có quyền lựa chọn để làm theo sự cám dỗ là ăn trái cấm, hay là họ có quyền không ăn. Họ có sự lựa chọn đó. Nhưng mà tiếc thay là họ đã chịu thua và họ đã nghe theo sự cám dỗ và họ ăn. Từ sau đó trở đi đó, thì con người chúng ta không còn có sự lựa chọn nữa. Chỉ làm điều ác, chỉ làm điều theo tư dục, theo sự hướng dẫn của lòng của mình mà thôi. Sư đồ Phaolô có nói ở trong Roma đoạn 7, ông nói: tôi có thấy có luật ở trong tôi. Nhiều khi tôi muốn làm điều lành thì làm không được. Nhưng mà không muốn làm điều ác thì điều ác nó cứ dính dấp, mình cứ làm theo hoài. Mình biết cái đó là sai nhưng mà mình vẫn làm. Trong khi cái điều lành đáng phải làm thì lại không làm được, không có cái khả năng để làm điều đó. Thì ông nói ở đây, đây là cái tình trạng chung, chẳng những là của người ngoại bang, nhưng luôn cả người Do Thái là những người có luật. Họ nhận biết, ông kết luận đó, họ nhận biết tất cả chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Nếu Đức Chúa Trời phạt chúng ta thì không ai lên án ngài được. Không ai có thể nói rằng tại sao Chúa lại đổ lỗi, hay là Chúa phạt, hay là Chúa trừng phạt, hay là Chúa lên án chúng tôi được. Tại vì không ai là người công bình ở trước mặt Chúa. Nếu không có luật pháp lên án thì ít nhất lương tâm của chúng ta cũng lên án mình. Không có đàng hoàng, không có tốt. Và ông nói đó là cái quá khứ của tất cả chúng ta, ngoại bang hay là Do Thái, tất cả cũng vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những người mà Chúa chọn để làm hội thánh, những thánh đồ đầy đủ trong cái đấng mà gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa không chọn những ai hết khác. Chúa lựa những cái người mà đã chết trong tội lỗi, những người đã đi theo cái tư dục của mình, những người đã chống nghịch với Chúa, là con của bản nghịch, là con của sự thạnh nộ. Thì từ trong nhân loại, từ trong những cái con người tội lỗi đó, cái câu số 4 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời, nếu mà không có cái chữ nhưng Đức Chúa Trời đó, thì tất cả nhân loại chúng ta đều thể đi vào trong hồ lửa địa ngục để đời đời. Mà không ai có thể kiện cáo Chúa được. Nói tại sao không có công bình, không có phe Chúa ơi, tại sao Chúa lại để con như vậy? Mình đã làm theo tư dục, mình đã chống nghịch đủ hết mọi thứ. Tức là nếu mà chỉ cần đưa cái bản án ra thì không ai có thể dám mà đứng mà kiện cáo với Chúa được. Đều lẳng lặng đi xếp hàng một mà đi xuống địa ngục mà thôi. Nhưng mà câu 4 của đoạn 2 có nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ngài không cần phải làm cái gì hết, nhưng mà bởi lòng thương xót mà Ngài đã cứu chúng ta. Một cái chuyện không tiền khoáng hậu.
ông Phaolô trong chỗ khác ở trong Roma ông nói, nếu mà mình có người lành mà để hy sinh để chết vì người lành á, giống như là lê lai cứu Chúa vậy đó, một người nghĩa thì mình cũng ráng mình đứng ra để mình bảo lãnh hay mình cứu giúp hay là mình gì đó. Còn đằng này là cái người đã hại mình, đã chống mình, đã làm cho mình rất là khổ sở, mà bây giờ mình vì lòng thương xót mà mình muốn cứu người đó, là cái chuyện không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng được. Tôi cũng đã từng đưa cái ví dụ, không biết là quý vị có vị ở đây có nghe chưa. Nhưng mà để ví sánh cái câu chuyện mà Chúa đã sai Đức Chúa Giê-xu là con một của Ngài xuống thế gian, mà rồi bị ngay chính cả dân của Chúa, dân Do Thái đó, họ ruồng bỏ và họ đóng đinh Chúa nữa. Thì cái ví dụ cũng giống như là một gia đình có một đứa con trai, chỉ có một đứa con thôi. Nhưng mà rồi có một người nào đó đã đến và đã hành hung cái người đó, đã đến rồi đánh đập, phá nhà, phá cửa, rồi trộm cướp đủ thứ hết. Thì cái người đó bị bắt. Thì chính cái người chủ nhà nó, thôi để con của tôi đứng thế chỗ cho cái người đã phá đó. Cái người mà đã làm hư hại tài sản của tôi, nhà cửa của tôi đó. Thôi để tôi lấy thằng con tôi, nó cầm giùm cho, để nó ở tù thế tội cho cái người đó. Mà chẳng những thế thôi, bây giờ tôi đem người đó về để ở nhà với tôi, làm con của tôi, thay thế cho thằng con, bây giờ nó đã vô tù thế tội. Đó là chỉ là một cái ví dụ của con người thôi, để mình hiểu một chút xíu nào đó về cái tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại. Trong khi chúng ta không có đáng cái gì để mà được, thì Chúa lại cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta suy tưởng. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta ngưng ở chỗ này không á, thì mình thật sự chưa hiểu đến cái tin lành của Chúa cho nó đầy đủ. Tại vì Chúa không phải chỉ là chỉ có tha tội mình thôi, hay là cứu mình thôi. Ở đây nói, Chúa đã đem lòng yêu thương lớn của Ngài mà yêu chúng ta. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta đọc từ câu 5 cho đến câu số 6 đó, thì nó giống như cái phần ở trên, mà khi Chúa đã làm cái điều đó, những cái điều đó cho chính con của Ngài. Ở đây câu số đoạn 1 câu 20 nói gì? Ngài đã tỏ ra cái quyền vô hạn của Ngài là cái gì? Khi Ngài khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Cũng vậy, Chúa Giê-xu chết nằm yên ở đó trong mồ, thì cái sức mạnh mà để vực Ngài sống dậy đó không phải bởi tự Chúa. Chứ tôi nói người chết là nằm im đó, không có con cử động nhúc nhích gì được hết trơn á. Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa mà Ngài đã dấy Đức Chúa Giê-xu sống lại. Như thế nào đó thì ở dưới đây câu số 6, xin lỗi câu số 5, đang khi chúng ta chết vì tội của mình thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ. Thì cũng bởi cái sức mà Ngài đã dấy Đức Chúa Giê-xu lên, dựng Đức Chúa Giê-xu dậy từ trong kẻ chết, sống lại như thế nào, thì cũng bởi cái năng lực đó mà Ngài cho chúng ta được sống lại từ trong cái chết ở trong tội lỗi của mình mà được sống lại. Chưa hết, rồi Ngài cho Đấng Christ ở trong câu 20 đó, khi Đấng Christ từ trong kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Tôi nhớ khi mà ông chấp sự Ê-tiên trước khi mà chết đó, thì ông nhìn thấy trời mở ra và thấy Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đứng dậy để mà đón tiếp ông. Thì ở đây Chúa cũng nói, sứ đồ Phaolô cũng nói, đó là cái địa vị của chúng ta trong đoạn 2, câu số 6. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời của Đức Chúa Giê-xu Christ. Không phải chỉ cứu xong rồi thôi, ok, muốn làm gì đó làm. Sống như đó muốn làm gì là không có. Chúa đã sống lại và Chúa để đem chúng ta lên và đồng ngồi với Chúa Giê-xu ở trên các nơi, ở trên trời, ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ một cái địa vị hư mất, đáng lý phải chết ở trong lò lửa, địa ngục, hỏa ngục. Bây giờ được tha bổng, không phải là muốn tha bổng rồi muốn làm gì làm, không có. Chúa còn bảo đảm rằng chúng ta có một cái chỗ ở trên thiên đàng.
mà không phải là cái chỗ sắp nhà lá nào đâu đó thôi, cứ nhét vô đó ngồi, không có. Lên cái chỗ, cái ghế mà cao trọng nhất, ngồi, đồng ngồi với Chúa Giê-xu ở trong các nơi trên trời. Tôi nhớ đến câu chuyện của một đứa con của Jonathan là Mephibosheth. Khi mà nghe tin ông nội với lại cha bị giết thì là người vú em hoảng sợ, lo bồng cho chạy cho nó lẹ, trốn, sợ bị liên lụy đó, thì té là thằng nhỏ nó bị què, nó bị tàn tật. Thì bây giờ thuộc dòng dõi của Saul là đã thất sủng rồi. Bây giờ vua David lên, mà vua David thì đã bị ông nội mình Saul cứ bị rượt đuổi biết bao nhiêu rồi. Thì bây giờ lo trốn, lo nằm yên đâu chỗ đó thôi. Nhưng mà khi David lên ngôi ổn định rồi thì ông nói, không biết là còn ai dòng dõi của Saul với Jonathan, ta muốn làm ơn. Thì mới biết còn đứa Mephibosheth. Thì ông mới tìm cho ra được ở đâu. Và Kinh Thánh chép rằng ông đem cậu Mephibosheth về và được ngồi ăn đồng bàn với vua David trọn cuộc đời của cháu Mephibosheth. Đó là cái hình ảnh rất là đẹp. Cái một người đã từng hại mình đó, Saul rồi nó chỉ có Jonathan thì đúng rồi, hai bạn rất là tốt. Nhưng mà ông không có nhớ đến những cái chuyện mà Saul đã làm. Nhưng mà ông muốn bày tỏ cái ơn đó cho Mephibosheth. Sau đó cho Mephibosheth được làm, được ở trong nhà của vua, được ăn trên bàn của vua và được sống trọn cuộc đời còn lại. Một cái cuộc đời tàn tật, không có làm được cái gì hết, nhưng mà lại được ngồi đồng bàn với vua, gia đình của vua David ở trong đó. Thì chúng ta cái hình ảnh ở đây cũng nói đến cái việc là Chúa sẽ có một ngày. Ở trong Khải Huyền có nói đến cái ngày tiệc cưới của chiên con, khi mà tất cả các thánh đồ chúng ta được, bây giờ cái chỗ đã có rồi. Cái vấn đề, nếu mà quý vị biết về cái chữ nguyên ngữ đó, cái chữ mà đồng sống lại và đồng ngồi đó là trong thể quá khứ rồi. Chúa kể như là đã xong rồi. Cái địa vị mình là đã được sống lại ở trong Đấng Christ, đã được đồng ngồi với Đấng Christ ở trên các nơi cao, ở trên thiên đàng rồi. Để làm chi vậy thưa quý vị? Ông follow cho cái câu số 7. Có lý do câu số 7. Tại sao Chúa lại làm điều đó? Cứu không đủ. Tha tội cho nó không đủ, cho nó khỏi chết. Được miễn án là tử hình là chưa đủ. Mà cái đây câu số 7 nói rằng hầu cho về đời sau. Chúa chuẩn bị đến cái hình ảnh mà trên thiên đàng trong ngày tiệc cưới chiên con đó và trong suốt cả cõi đời đời đó. Những cái con người mà đã từng hại, từng chống Chúa, từng phỉ báng Chúa, từng giết Chúa đó, những con người bây giờ đã bởi đức tin được Chúa cứu đó, được sống lại, được đồng ngồi với Chúa đó, thì ngồi ra chụp tấm hình để đời kỷ niệm á, thì nói gì? Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Chúa muốn cho cả vũ trụ, chứ không phải cả thế giới thôi, cả cái vũ trụ, luôn cả thiên sứ, đủ tất cả mọi chỗ thần linh nào đó, thấy được cái ân điển lớn lao của Chúa cho chúng ta. Ngài đưa cho chúng ta thấy những cái người như vậy đấy nè. Hồi xưa họ như vậy đấy nè, mà bây giờ họ được như vậy đấy nè. Không phải bởi vì họ, không phải bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì cái lòng ân nhân từ và là ân điển của Chúa cho họ được ngồi như vậy. Để bởi lòng nhân từ đã dùng, mà Chúa đã dùng cái lòng nhân từ đó ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa khoe, Chúa cho, chỉ cho mọi người thấy, cho cả nhân loại, cả vũ trụ, cả thế giới thấy, những cái con người khi xưa là như vậy mà bây giờ được như vậy là bởi ân điển của Chúa. Quý vị sẵn sàng chưa? Để mà tới ngày Chúa nó ok đó, thấy không? Thấy ông bà đó không? Thấy người đó không? Thấy chị đó không? Đang không? Đây là người bởi ân điển Chúa. Hồi xưa họ như vậy mà bây giờ họ như vậy. Tôi nhớ đến ông Job.
khi mà ma quỷ tới để mà kiện cáo thì Chúa nói, thấy Gióp không? Ông đem Gióp ra, ông khoe. Chúa đem ra, thấy không? Một người công bình, kính sợ Chúa, tốt hết trơn. Thì ma quỷ nói, ổng mà không có cảm ơn Chúa là cũng chuyện lạ. Tại vì Chúa cho ban phước nhiều quá, nhà cửa, con cái, ruộng vườn, rượu, thử mà bây giờ Chúa lấy hết mấy cái đó coi. Còn ổng có rủa xả Chúa không? Thì Chúa nói, ok, thử đi. Tôi suy nghĩ, phải chi mà Chúa lựa cái ông tín đồ mà yếu đuối á, thí cho Satan á, thì cũng thấy còn có lý. Lựa cái ông mà giỏi nhất, cái ông mà thánh thiện nhất, cái ông mà yêu mến Chúa nhất, mà nói khoe với Satan, cái người này là người trung tín theo ta, rồi để cho Satan muốn làm gì nó làm. Mất hết trong một ngày thôi mà nhà cửa, ruộng vườn, rồi cả 10 đứa con chết hết. Rồi thêm cái bệnh ghẻ hay bệnh gì không biết, ngứa ngái, khó chịu. Chưa hết, còn bà vợ bà cứ nhằn cái bên nữa. Ông mà bây giờ này ông còn ca ngợi Chúa là cái chuyện không tin được, rủa xả Chúa chết đi cho rồi, sống làm gì nữa. Vừa thể xác, vừa tinh thần, đủ thứ mọi chuyện. Mà Kinh Thánh nói là Chúa trong mọi sự, ông Gióp ông không có phạm tội trong lời nói. Tôi không biết, nếu mà Chúa bữa nào Chúa khoe, đưa mình ra Chúa khoe đó, rồi giờ bắt đầu bị thử thách đó, bị hoạn nạn đó. Ơi, mấy cái chuyện Covid này là chuyện nhỏ, bây giờ nó còn nặng hơn nữa, không biết mấy chuyện gì xảy ra, tài chánh hay là sức khỏe hay là đủ thứ chuyện nó tấn công dồn dập mình đó, thì liệu mình có thể để cho Chúa khoe được không? Hay là Chúa giấu vô chỗ khác, Chúa kiếm người nào khác để Chúa khoe? Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện đó hạ hội tính. Mình không có dám xin Chúa ơi, lấy con ra khoe đi, lấy con làm người mẫu đi, không mình không nói chuyện đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn cho quý vị thấy được cái điểm ở đây trong cái tựa đề của bài giảng đó, là cái tình thương vĩ đại của Chúa dành cho chúng ta. Tuần vừa rồi tôi có dịp để chia sẻ lời Chúa về ngày lễ Mother's Day. Thì Chúa cho tôi có cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi cũng muốn chia sẻ để cho chúng ta thấy được cái tình yêu của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Tôi chọn cái phân đoạn Kinh Thánh ở trong Esai thứ 54 để làm cái nền tảng cho cái bài giảng cho ngày Mother's Day tuần rồi. Thì nếu quý vị có Kinh Thánh mà mở ra xem á, thì ở trong cái phân đoạn này á, tôi thiết nghĩ rằng chưa có ai giảng cái phân đoạn này cho Mother's Day đâu á. Tại vì sao? Ở đây nhắc đến cái người phụ nữ trong Esai 54 á, là những người gì? Những người son sẻ, hiếm muộn. Những người bỏ, những người bị mang nhiều sự hổ thẹn, nhiều sự mắc cỡ, nhiều sự xấu hổ, bị sỉ nhục từ lúc còn thơ ấu, những người quá bụa, những người mà đã bị chồng bỏ, bị để. Tất cả những người phụ nữ hay là những cái hoàn cảnh, những cái gia cảnh khác nhau của người phụ nữ thì đều được nhắc đến ở trong Esai 54 này. Tôi đã phấn đấu nhiều năm khi mà hầu việc Chúa và cứ đến mùa Mother's Day giảng cũng gần 30 bài rồi. Nó cạn ý, chứ không lẽ tối ngày cứ châm ngôn đoạn 31 cứ nói riết cái người nữ tại Đức, hay là episode đoạn 6 làm cha làm mẹ phải dạy dỗ con, hay là mình con phải yêu kính cha mẹ, cứ nói tới nói lui. Thì Chúa cho tôi dẫn tôi đến cái phân đoạn này trong năm nay. Và cái điều lạ đó thưa quý vị là Chúa không có gạt những cái người mà hoàn cảnh xấu số hay bất hạnh ra khỏi, mà Chúa vẫn có thể khích lệ và động viên quý bà để có thể vẫn cái gì? Câu 1, hỡi người son sẻ kia, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi người là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng.
Câu chuyện lạ. Đáng lý là có lý do để mình buồn mỗi lần mà tới cái ngày Mother's Day là nhiều khi mình không có con, mình không thể sanh con, mình đã sảy thai, hay là những cái lầm lỡ hồi lúc còn trẻ, lúc còn thơ ấu, những cái xấu hổ mà mình đã phá thai, đại khái như vậy, nhiều thứ. Mà tại sao bây giờ có thể ca hát được? Là vì ở đây Chúa nói, câu số 5, vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi. Chúa đặt để Ngài sẽ là chồng của những người, hoặc là quá bụa, hoặc là vì chồng để bất cứ cái hoàn cảnh gì đó, thì Ngài sẽ là chồng. Mà thưa quý vị nào mà đã có lập gia đình rồi, đang lập gia đình đó, thì quý vị biết. Ông chồng của mình đó, thì lúc mà mới quen đó, thì có vẻ ngon lành lắm, cũng có trình độ, thấy cũng khá. Nhưng mà càng sống lâu với ổng là thấy càng ngày ổng mất giá, ổng xuống phải không? Hồi xưa ổng nói rồi ngon lành lắm, mới tán tỉnh rồi mình mới chịu cưới ổng. Nhưng mà càng sống càng lâu đó, thì thấy ổng giá trị ổng xuống rất là nhiều. Mà mình thấy tình yêu của ổng đối với mình đó, nó cũng trồi sụp, nó cũng lúc nóng lúc lạnh. Nóng có đều phải không? Tôi nhớ, hy vọng ở đây không có anh thanh niên nào độc thân. Tại vì cái này, cái bí quyết này là chỉ có mấy ông mình biết thôi, chứ còn mà đưa ra ngoài mấy bạn thanh niên nguy hiểm lắm. Tôi nhớ đến câu chuyện hai vợ chồng, hai anh chị đi ra để mà xin làm đám cưới trong hội thánh. Thì đứng, thì quý vị biết cái truyền thống đó là mình thề thốt với nhau mà, trao đổi lời thề với nhau. Đứng trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh, trước mặt gia đình rồi đó, có những lời thề thốt của các anh chị. Thì cái anh đó, anh khôn lắm, anh nói câu, trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh và gia đình hai bên, anh xin hứa sẽ không bao giờ phụ em. Wow, anh ngon quá. Mà đúng thiệt, ổng về ổng không phụ gì hết trơn á. Từ hồi cưới cho tới bây giờ không đụng đến móng tay, tại vì anh nói anh đã hứa không bao giờ phụ em mà. Thì mình nghe đó thì nghe thấy rất là mát ruột. Nhưng mà tiếng Việt mình cũng kẹt lắm à. Hy vọng rằng quý ông, tôi nghe hồi nãy một sư lễ nói, tôi mừng vô cùng cái ngày lễ Father's Day mà mấy ông nói, mấy bà cứ ngồi yên đó, chúng tôi lo hết, từ đầu đến cuối, ngay cả rửa chén, từ bắt đầu buổi nhóm rồi nấu nướng rồi tất cả. Ít nhất là quý vị không có nói câu không phụ, quý vị là làm hết, rất là ga lăng, rất là chịu chơi, rất là cảm ơn Chúa vì điều đó. Trong một phương diện á, mình thấy có những người chồng bất toàn. Mình cũng hiểu thôi, là con người, không ai đầy đủ, không ai hoàn toàn. Trong phương diện khác, nếu chúng ta may mắn, quý bà may mắn lấy được một ông chồng rất là tốt, không có nhậu nhẹ, không có chơi bời, chỉ biết lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho vợ con. Gia đình chúng tôi tháng 4 vừa rồi mới kỷ niệm 12 năm ba tôi về với Chúa. 12 năm rồi đó, mà má tôi, bà nói chuyện trong cái bữa ăn, bà nói bà vẫn còn nhớ ổng, vẫn còn thương ổng, tại vì ổng tốt, người chồng rất là tốt. Bà vẫn còn nhớ, và bà nghĩ rằng không tìm được một người chồng nào giống như vậy. Ngay cả khi chúng ta có một người chồng tốt đi nữa, ổng cũng không có ở đời với mình được. Cái người chồng xấu thì mình muốn ổng đi cho rồi, ok, thì nó khác gì rồi. Mà cái ông chồng tốt á, cũng không có ở đời với mình nữa. Nhưng mà quý vị thấy cái lời hứa của Chúa trong Ê-sa đoạn 54 câu số 5. Vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi. Ở trong Cựu Ước, dân Do Thái, đất nước Israel được kể là người vợ Chúa là chồng. Cũng như trong Hội Thánh, trong Tân Ước, Hội Thánh là vợ hứa, Chúa Giê-xu là chồng. Mà thưa quý vị, chúng ta có một cái người chồng không bao giờ chết và không bao giờ phụ bạc chúng ta. Và cái tình yêu của cái người chồng này nó không có lên xuống. Nó không có trồi sụp. Nó càng mặn nồng, nó càng lâu thì nó càng tình tứ, nó càng thể hiện ra nhiều hơn nữa. Và đó là tình yêu thương mà Chúa thương chúng ta.
Không có một cái tình thương nào mà có thể so sánh được. Và Chúa lấy cái tình thương của chồng vợ chồng đó mà Chúa nói: các ngươi có bị son sẻ hả? Các ngươi có bị để hả? Các ngươi đã bị sỉ hổ, đã bị đủ thứ chuyện đó. Tôi không biết bây giờ Việt Nam mình có còn như vậy hay không, nhưng mà hồi xưa người dân Do Thái lấy chồng mà không có sanh con được thì là mang nhiều sự nhơ nhuốc, hiếm muộn, không sanh con được, không làm mẹ được, là thấy mình không có phải là đàn bà, mình thiếu cái kỹ năng để sanh con. Mà nhiều khi còn bị phải chia sẻ ông chồng mình với những người bà vợ bé nữa. Mình không sanh được con hay là mình không sanh được con trai mà với toàn con gái không, là phải họ phải cho người chồng lấy vợ lẽ để có dòng nói dõi. Nhưng ở đây Chúa nói cái tình thương của người chồng không bao giờ chết này không cần chúng ta phải làm cái gì đó cho Chúa mới được. Chúa chấp nhận chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta. Jeremy đoạn 31 câu số 3, Chúa nói gì? Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Tình yêu thương không có nhạt phai, không có mà nó loãng ra theo thời gian, theo mùa. Có những người đã thèm cái sự yêu thương của người chồng của mình, thấy ổng không có hết thương mình rồi, thì lời hứa của Chúa nói: ta sẽ là chồng của người. Ngài là Đức Chúa Trời của những người quá bùa, là cha của những kẻ mồ côi, là chồng bị chồng để, bị ruộng bỏ, bị hiếm muộn không sẻ. Cái tình yêu không bao giờ phai nhạt đó, của một đấng không bao giờ chết đó, mà cái đấng có thể giữ được lời hứa chẳng những trong đời này mà luôn cả cõi thiên thu đời đời nữa. Ngài đã lấy tình yêu thương đó để cứu chúng ta. Mà phải chi mà mình đáng yêu á, phải chi mình mà đẹp đẽ đó, phải chi mình mà cũng ngon lành á, thì không nói gì. Mình là những người đang chết ở trong tội lỗi, ở trong sự hư mất, chống nghịch với Chúa, mà Ngài đã sẵn sàng hy sinh chính con của Chúa để làm điều đó. Sứ đồ Phaolô một chỗ khác ở trong Roma đoạn 8, ông nói như vậy: ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại. Ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Không có cái gì hết trơn á, không có hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo. Không có một cái gì có thể chia rẽ được. Ông kết luận, câu 38, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, không có cái gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Đó là cái tình thương lớn, cái tình yêu lớn, cái tình yêu vĩ đại mà Chúa ban cho chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ phụ bạc chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Ngài không cần chúng ta phải làm gì đó để được Ngài yêu hơn. Cái tình yêu nó quá trọn vẹn, nó quá đầy đủ. Và Ngài đã hy sinh bằng chính con một của Ngài. Thì Ngài không có tiếc cái gì khác với chúng ta hết. Chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì được đi thăm họ, được đi nhóm sinh hoạt thờ phượng với cả các con cái Chúa, và có thể biết một số những cái hoàn cảnh của quý vị, cuộc đời quý vị từ trước khi tin Chúa cho đến bây giờ. Chúng thấy cái ân điển của Chúa, cái grace của Chúa nó quá lớn. Mà Chúa lại còn, Kinh Thánh nói, ông cho Phaolô nói, Chúa còn khoe nữa. Tiếng Anh họ dùng cái chữ là trophy of grace, những cái cúp, những cái mà Chúa hãnh diện nhất mà Chúa chìa ra cho tất cả mọi người coi về ân điển của Chúa. Những cuộc đời mình thấy, mình đã nghe rất là nhiều những người nghiện ngập, những người này người nọ tội lỗi xấu xa đủ thứ đó, mà bây giờ trở nên con cái của Chúa, trở nên những người hầu việc Chúa, và để đời đời chúng ta sẽ dành không biết bao nhiêu thời giờ để mà nghe hết cuộc đời này đến cuộc đời kia, được Chúa cứu, được Chúa thăm viếng và được Chúa dùng cho công việc nhà của Ngài. Thưa quý vị, cái vinh dự chúng ta được làm hội thánh của Chúa, cái hội thánh mà được đầy đủ ở trong cái đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài đó. Chúng ta được đứng ở trong cái đại gia đình của Chúa,
mà không có một ai bị bỏ rơi, không có một ai bị ruồng bỏ, bị hất hủi, bị khinh rẻ, bị sỉ nhục hay xấu hổ. Nhưng mà tất cả những đứa con đều có cha có mẹ, những người cha người mẹ tinh thần, tất cả những người nam có thể là những người cha trong đức tin, những người cha thuộc linh, tất cả những người phụ nữ mặc dù có thể không có con ruột nhưng mà có những đứa con trong tinh thần. Vì trong đại gia đình của Chúa, Ngài đã đem chúng ta để được là một đầu ở đây là Ngài, nhưng mà tất cả phần chi thể còn lại đó là chúng ta. Những con người không ra gì hết, nhưng mà trong Chúa chúng ta thành ra một khối để có thể phô trương cái vẻ đẹp và ân điển của Chúa cho người khác. Đó là một vinh dự rất là lớn. Và tôi cảm ơn Chúa vì có cơ hội được đến và thấy được những cuộc đời được thay đổi, những con người mà được Chúa dùng. Trong khi có thể xã hội ruồng bỏ mình, vất mình quăng bên, nhưng mà Chúa dùng những cái điều đó, những cái con người đó để làm hổ thẹn sự giàu, sự khôn, sự mạnh của thế gian này. Cho nên chúng ta có nhiều lý cớ đến để cảm ơn Chúa và để tôn cao danh của Chúa. Kính chúc cho quý vị có được cái sự tự hào là mình được Chúa chọn. Có thể gia đình ruồng bỏ mình, có thể người thân của mình không coi mình ra chi hết, nhưng mà Chúa nói ta yêu các ngươi bằng tình yêu thương đời đời, và ta sẵn sàng hy sinh con một của ta, đứa con yêu dấu của ta đó, đánh đổi để chọn lấy các ngươi. Xin Chúa giúp để cho quý vị và tôi mỗi một ngày phô trương cái ân điển Chúa cho những người xung quanh, để họ thấy và họ biết Chúa của chúng ta đấng yêu thương lớn dành cho tất cả nhân loại, chứ không phải chỉ cho mình mà thôi. Muốn thật hết lòng, xin mời quý vị chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Kính là Chúa là cha yêu dấu của chúng con. Con không biết là con có thể diễn tả được hết cái tấm lòng của con, sự suy nghĩ của con và truyền đạt đến cho các con cái Chúa ngồi nghe hay không. Xin Chúa Ngài dùng những lời nói thô thiển của con để khuấy động trong các con cái Chúa cái sự biết ơn Ngài. Vì thật sự không ai trong chúng con xứng đáng để được Chúa cứu. Không ai trong chúng con đã được cái chỗ ngồi cao trọng ở trên thiên đàng. Nhưng bởi lòng thương xót, Ngài đã dùng tình yêu lớn mà cứu chúng con. Nếu không có Chúa đi vào trong cuộc đời của mỗi chúng con thì không có ai trong chúng con sẽ ra cái thể thống gì cả. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã không kể chúng con là hư mất, là tội lỗi, là đáng bỏ. Nhưng mà Ngài đã yêu chúng con bằng tình yêu thương đời đời đó. Ngài đã kéo chúng con từ trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng con. Như trong Ê-phê-sô đoạn 1 còn đã có nói. Ngài cho chúng con được làm con của Ngài. Và được ngồi, đồng ngồi với Chúa ở trên thiên đàng, nơi những sự cao trọng đó. Ôi Chúa ơi, thật đúng là không có ngôn từ nào, không có bao nhiêu giấy tờ, viết bút để chúng con có thể ghi lại được cái ơn lớn lạ lùng mà Chúa đã làm. Chúng con trông mong đến Ngài, chúng con sẽ được đồng ngồi với các thánh đồ để cùng ngợi ca cái ơn lớn lạ lùng, cái ân điển lạ lùng mà Chúa đã dành cho chúng con. Con cầu nguyện, xin Chúa cho các tôi tớ con cái của Chúa ở tại Thánh Phan Valley này tiếp tục là những giải thưởng, những cái cúp về ân điển của Chúa. Chúng con biết cuộc đời chúng con không ra chi, nhưng mà Chúa đã cứu. Và chúng con tiếp tục để sử dụng những gì mà Chúa cho chúng con còn lại trong những ngày chúng con còn sống đây, để chúng con làm một cái nhân chứng về tình thương, về tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin Chúa giúp để nhiều người khác sẽ biết đến Chúa, nghe đến danh của Ngài và được cứu qua những cuộc đời của chúng con. Trong Hội Thánh Chúa tại đây, xin Chúa đại dụng họ, mỗi một người làm một chuyện. Và tiếp tục chúng con nguyện cho cái lễ truyền giảng vào tháng 8 này. Chúng con đã đặt ngày, chúng con đã đưa vấn đề lên cầu nguyện. Xin Chúa cứu, xin Chúa cho chúng con nhắc nhở chúng con những người mà chúng con muốn nói về tình yêu của Chúa. Xin Chúa chuẩn bị họ từ bây giờ.
cho tấm lòng của họ được mềm mại, cho họ thấy những cái sự thay đổi trong cuộc đời của chúng con, để rồi khi chúng con mời, khi chúng con làm chứng, thì Chúa Thánh Linh sẽ làm việc và sẽ cứu họ, ban cho họ được cái ân điển và tình yêu cũng giống như Ngài đã từng làm cho chúng con vậy. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Ngài vì thời giờ thờ phượng quý báu vừa qua. Con xin Chúa tiếp tục cho nó lắng động vào trong tâm tư của chúng con, không phải chỉ qua cái lúc này thôi, nhưng trong suốt ngày, suốt tuần, những ngày tới đến đó, chúng con tiếp tục sống ngụp lặn ở trong ân điển của Ngài mỗi một ngày hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con thành kính cầu nguyện bấy nhiêu điều nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, mời quý. Dạ, xin một sư lễ. Xin ông trình bày cho biết. Kính thưa Hội Thánh, bài giảng của mục sư Phan Trần Dũng vừa rồi đã khiến cho tấm lòng của anh Ánh tan chảy, và anh muốn giờ này tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, vì Chúa là Đức Chúa Trời của tình yêu. Amen. Chắc để mời mục sư sẽ hướng dẫn ông Ánh cầu nguyện, và tôi sẽ cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên anh Ánh đến với Hội Thánh của Chúa, và lần đầu tiên anh nghe về sứ điệp của tình yêu. Cho nên tôi sẽ hướng dẫn anh Ánh một lời cầu nguyện ban đầu với Chúa, như là lời cầu nguyện của chính anh với Đức Chúa Trời. Cầu xin tình yêu của Chúa sẽ phủ lấp trong linh hồn của anh, để anh biết được rằng Chúa yêu anh. Xin anh cùng hướng về Chúa nha. Anh hướng về Chúa, anh nhắm mắt cầu nguyện, và tôi sẽ giúp đỡ anh trong sự cầu nguyện này. Anh cứ để cái micro lên sát này. Kính lạy Đức Chúa Trời, kính lạy Chúa, kính lạy Chúa, là Cha chúng con, là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chiều nay, con được nghe sứ điệp tình yêu, được nghe Chúa tình yêu. Xin Chúa, tha thứ tội cho con, và nhận con, làm con của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con xin tiếp nhận Chúa Giêsu. Làm Chúa của chúng con. Amen. Từ đây. Con thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin mời một sư bổn tiếp nhận lên để cầu nguyện cho anh Ánh về giờ này. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì một linh hồn đã quay đầu trở lại để đầu phục Chúa. Amen. Và trong giờ này chúng con vui mừng, và chúng con dâng cuộc đời của anh trong sự bảo bọc của Đức Chúa Trời ba ngôi. Cầu xin Chúa bước đi với anh từng ngày từng giờ. Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động lòng của anh và tiếp tục bước đi theo Chúa, nghe được tiếng gọi của Đức Thánh Linh, để rồi cuộc đời của anh càng ngày được sự biến đổi bởi quyền năng của Chúa. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Dẫn dắt anh cũng như những người thân trong gia đình cũng có cơ hội biết được Chúa. Cầu xin cuộc đời của anh từ giờ trở đi là một cái mẫu mực, để rồi những người chung quanh, những người trong gia đình nhìn thấy sự biến đổi cuộc đời của anh và sẵn sàng mở lòng để tiếp nhận Chúa. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Chiều hôm nay là một ngày vui đối với Hội Thánh của chúng con ở đây, và cũng là một ngày trọng đại trong cuộc đời của anh Ánh. Xin Chúa hướng dẫn anh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chắc một sự. Okay. Ta cùng hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thành một ơn vô đó.
ơi, trời cao cũng chung khen ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giêsu và quyền năng dạy dỗ an ủi của Đức Thánh Linh ở với hội thánh của Chúa và mỗi một chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Chúng ta nghỉ nhóm.